Khi giờ lớn rồi phải không? No, that's it. Sáng sớm hát được như vậy là hay lắm rồi á. Chứ sáng sớm thường thường đâu có mở miệng nổi đâu. Loudly and clearly. Bây giờ lớn rồi phải không? Lớn rồi phải không? Cảm ơn. Ok, các anh chị, hôm nay mình học gì nào? We have the whole time to read, right? Hôm nay, no. We have 3 hours, so we take 2 hours for reading. Ok. Hôm nay, tí mình sẽ cho các anh chị một tiếng rưỡi thôi. Một tiếng rưỡi để đọc lại cái bài hôm bữa mình học. Ok. Cái bài Arthur and Felix, right? Này cho các anh chị lên, ai muốn đọc, ai muốn đọc thì cứ cứ gọi vô nha. Mình có một tiếng rưỡi đọc bài á, đọc được, đọc nguyên một bài luôn. Want to read the whole thing. Ủa, sao không được vậy ta? Like wrong. Yes. Oh no. Ok rồi, các anh chị mở cái Skype ra đi. Làm bài về cha hả? Ngày mai đi. Ngày mai đi. Giờ trễ rồi, we late for 24 minutes. Giờ các anh chị mở cái Skype rồi gọi vô cho Tiểu My, rồi mình sẽ đọc bài Others and Felix. Okay, let me open this first. Hôm nay mình đọc nhanh nha. Và đọc phải có giọng lên xuống, right? Where is it? Okay, wait a minute, please. Nông dân đợi tí mì tí xíu. Okay, before reading, I need to remind you something, okay? Before reading, you have to ask us if we can hear you loudly and clearly, right? Can you hear me loudly and clearly? You have to say that. You have to ask that question. That first. And when you read, this time you read only one time, okay? One time only. And you have to read the whole thing, okay? You can speed up. You can read fast or you can read slowly. It's up to you, but I'm sorry. Đợi tí xíu nha. Uống miếng nước cái đã. Sáng sớm mà hát nó ra nông nổi gì hả? Okay, others. Wait a minute. Uh-oh. Okay, ngọng, ngọng. I think you have some sound in the background. There's some sound in your background. I don't know what that. Okay, Otto's and Felix. Otto is a big old dog. Felix is a young cat. Felix like Otto, but not all the time. Sometimes mình đọc á, các anh chị phải ngừng. Okay, phải ngừng. Để lấy hơi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình ngừng để mấy cái sự chú ý của người ta. Tại khi không mình đang đọc rồi mình ngừng tự nhiên người ta đang nghe mình. Cái sau mình ngừng cái sau người ta sẽ đặt câu hỏi rồi sao nữa, right? Rồi sao nữa, khá như vậy nên mình nên ngừng. Ok, mình nên ngừng, sẽ tắt hết trơn rồi. Ok, Felix Klein
I mean, Felix likes to climb trees. Others can't climb. Okay, như vậy. Các anh chị có thể đọc nhanh hay là đọc chậm gì cũng được, nhưng mà đừng có đọc chậm quá giống như hồi kỳ rồi. Like you just practice it, okay? We have the whole week to practice this, right? Okay, vậy nha. Hôm nay mình có một tiếng rưỡi đó. Anh chị nào muốn đọc cứ gọi vô, okay? Tha hồ đọc, đọc nguyên một bài luôn, okay? Now, bắt đầu nha. Let's start. Nông dân, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, now. Let's go. Can you hear me loudly and clearly? Yes, we can. Could you read this? Yes. Arthur is a big old dog. Phyllis is a young cat. Phyllis likes Arthur, but not all the time. Phyllis likes to climb tree. Arthur can't climb. Phyllis oh. In the tree. Wait. Can chứ không phải là can nha. Chữ C đó đọc thành chữ KH. Okay, can. Chứ không phải là can. Can. Could you can. Yeah, that's right. And go on, please. Arthur can't climb. Right. Phyllis in the tree. Arthur sees Phyllis. He barks loudly. Phyllis says, be quiet. But Arthur can't hear Phyllis. But Arthur can't hear Phyllis. That's right. He's making too much noise. Phyllis climbs to the tree, the top of the tree. He can see everything. There's the house, and there's a laundry with doors. To the right, he can see the park. There's the lake in the park. A man is fishing. Phyllis likes fish. He wants to go to the park. Wait, please. Chứ không phải là hôm nha. Chữ H mình không có đọc. Yes. Say yes. Go on, please. Phyllis likes fish. He wants to go to the park. He tries to go down. But it is very difficult. The branch move. He can't jump. What? Jump. Yeah. Jump. Mm-hmm. What can he do? He cries. Arthur is still barking. He cry. Wait. Cry. Giống như củ khoai vậy đó. Cry. Chứ không phải he không phải he cry. He what do you say? I don't know. He cry. Yes, I see. He cries. That's right. He cries. Arthur is still barking. Phyllis cries again. Arthur can't hear him. Then Phyllis sees a nut on the branch. He checks the nut on his mouth. He broke the nut. It falls. Whether it falls on Arthur's head. Head. Wait. Head. Cái đầu á. Head. Chứ không phải hit. Yeah. Head. Yeah. Say on it, please. Yeah. On Arthur's head. Yeah, head. Out. Ouch. Ouch. Out. Uh-huh. Out, says Arthur. He stops barking. Then he hears Phyllis at the top of the tree. Phyllis needs help. Arthur runs to the house to get help. 1 minute later, everyone comes to help Phyllis. The little boy Freddy climbs up the tree. Phyllis jumps into his arms. Phyllis thinks Arthur is very big, but he is my best friend. Okay, could you repeat this word, please? Cry. Yeah, cry. Giống như củ khoai vậy đó, mình đọc hơi chảy lên chứ. Cry. Yeah, cry. Chứ không phải là cry gì đó nha. Cry. And cry. And the next one? Head. Yeah, head. Head. Yeah, head.
cái hồi nãy nông dân đọc, I draw this one. Cái nãy nông dân đọc là cái này mới là hit nè. Okay, hit. Okay, hit. Còn này là head. Nó khác nhau chữ chữ cuối thôi hả cô? Yeah, các anh chị thấy không, nhiều khi mình phải học thuộc lòng cách đọc cái chữ đó, cái intonation của cái chữ đó, chứ mình đừng có dùng luật. Tại sao nó cũng là EA mà một cái đọc là head, còn một cái đọc là hit, right? Anh em đọc chữ nào mình phải đọc chết cái chữ đó, qua chữ khác mình cũng đọc được cái chữ khác, chứ còn mình dùng luật cái sao mình nói ô cái này hit, còn cái kia cũng là hit, nó khác cái âm cuối là không phải. Đọc khác hoàn toàn phải không? Một cái là head là cái đầu, một cái là hit. Hit là nóng đó, là hâm nóng hay là nóng đó, hay cái lò sưởi the heater. Hay là nhiệt độ đó là nóng đó. Yes. Okay. Okay, that's good enough and you do very good job. Yes, thank me, Miss Yumi. Okay, thank you very much. Okay, next one, call me in Skype, please. Anh chị gọi vô đi. Anh chị có một tiếng rưỡi để đọc cái bài này. Okay, ai muốn gọi vô gọi cho các anh chị tha hồ đọc bữa nay. Không chịu hả? Không ai chịu đọc hả? Bữa nay sao đêm đâu mất tiêu hết trơn rồi. Chào quý cô. Okay, Nguyễn Mạnh Hùng. Yes, do you want to say something before reading? Before reading? Yeah. What? Em đọc. Okay, khi mà các anh chị lên cầm mic, các anh chị phải hỏi các bạn có nghe tôi nói lớn và rõ ràng hay không? Phải như vậy. I think your sound is breaking. Your voice is breaking then. Yeah. Okay. Okay, we can hear you, but your sound is breaking. Yeah. What do you mean, yes? You have to say, okay, I'm checking. Yeah, I'm checking that. Mm-hmm. I check it. So, are you ready now? Yes. Yes, we can hear you. Em đọc từ cái chỗ he stopped my barking hay chỗ nào cô? No, you have to start over. Okay. Phải bắt đầu lại từ đầu. Okay, từ đầu. Now. Let's start. Em mới bắt đầu. Arthur and Fletch. Arthur is a old dog. Fletch is a drunk cat. Wait. Felix, đọc rõ ra như vậy, chỉ nghe chữ Lex thôi hả? Felix. Felix. And young. Felix. And young. Young. Yeah. Young. Yeah, young Felix. Cat. Felix is a young cat. Felix likes Arthur, but not all the time. Felix. Wait. Time. Time. Yeah, chữ time được kéo qua chữ M, time. Time. Okay. Time. Go on. Felix likes to fly cheese. Glam. 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 Yeah, glam. Glam. Yeah, lamb tree. Go on, please. Otter can glam. Yeah. Thì mình phiên âm cái chữ clam cho các anh chị đó. Clam. Clam. Felix eats the cheese. Arthur sees Felix. Felix. He bark loudly. Felix says, be quiet. But Arthur can hear Felix. He is making too much noise.
quieted and you sighed, right? Quiet. 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 Yeah, be quiet. Cái chữ quiet, chữ quiet đó thì sigh thì phải không các anh chị? Quiet. Okay, let's go on. Go on, I'm going to fix this later then. Đọc lại cơ. Yes. Arthur and Felix. Arthur Wait. Is a... Okay, Arthur. Go on. Lynn. Go ahead, please. Arthur is a big dog, old dog, big old dog. Felix is a young cat. Felix likes Arthur, but not all the time. Time, chứ không phải thêm nha. Time. Yeah, đọc chữ time, rồi kéo qua chữ em. Time. Time. Right, chứ không phải thêm nha, không phải thêm. Time. Time. That's right. Felix likes to climb tree. Climb, chứ không phải là climb. Climb. Right. Arthur can climb. Felix is in the tree. Arthur see Felix. He bark loudly. Felix says, "Be quiet." But Arthur can hear Felix. He is making too much noise. Much. That's right. Much. Noisy. Noise. Không phải noisy nha. Noise. Felix is in the tree. Arthur sees Felix. He barking loudly. Felix say, "Be quiet." But Arthur can hear Felix. He making too much noise. Yeah, next one, please. Felix climb to the top of the tree. He can see everything. There is the house. There is the long tree. With store to the right, he can see the park. There is a light in the park. A man is fishing. Felix like fish. Go on. Go on, please. He want to go to the park. He try to go down, but it is very difficult. The branch move. The branches move. He can jump, but what can he do? He cries. Cry. Chữ ca đó, chữ c đọc thành cry. He cố khoai đó. He cries. That's right. Arthur is still barking. Felix cry again. Arthur can hear him. Then Felix hit a nut on the branch. Branch. That's right. He takes the nut in his mouth. He takes the nut in his mouth. He drops the nut. It falls. Where does it fall? On the Arthur's head. Wait a minute. Okay, give me a second to pause this. Ouch.
he hear Felix at the top of the G. Felix needs help. Arthur runs to the house to get help. 1 minute later, everyone comes to help Felix. The little boy, Freddy, climbs up the tree. Felix jumps into his arm. Felix thinks, Arthur is very big, but he is my best friend. Ok, Nguyễn Mạnh Hùng đọc không có cái âm cuối gì hết trơn á. Thí dụ như chữ he stops có s, ok? And thí dụ như chữ help có p. And chữ needs có s, runs có s, house có s. Nghĩa thí dụ house, Nguyễn Mạnh Hùng đọc như vậy đó, house, không phải là how mà là house. Đấy, phải đọc cái âm cuối luôn. Get help. Okay. What else? Listen, please. Felix. Okay. Climbs up the tree. Hay là things. Okay. Phải đọc cái ending sao? Phải có cái âm ở cuối. Ví dụ như chữ best. Right. Friend. Okay. Friend. 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 Okay. Phải có cái âm cuối mới được. Hay là chữ his mouth. Okay. Mouth. Chứ không phải là mouth. Mouth là cái miệng á, phải có cái âm th ở phía sau. Ok, ví dụ như chữ nut có âm t. Ok, false có âm s. Head, wrench. Ok, could you repeat the last paragraph, Lee? Paragraph. Yeah. Nhớ nha, phải đọc có cái âm cuối ở phía sau, cái âm ở phía sau. Yeah. Yeah, đọc lại cái đoạn cuối đi, please. Arthur, he stops barking. Yep. Then he has Felix at the top of the tree. Top. Felix. Wait. Top chứ không phải là top nha. Chữ T á. Đọc thành chữ T H tiếng Việt. Top. Yeah. Right. Top. Then he hears Felix at the top of the tree. Yep. Felix needs help. Yep. Arthur runs to the house to get help. Yeah. 1 minute later. Everyone. Wait. Later. Later. Chứ không phải later nha. Later. 1 minute later, everyone comes to help Felix. The little boy, Freddy, glances up to the tree. Wait. Glam. Yeah. Climbs up to the tree. Felix jumps into his arms. Kéo dài cái âm R ra arm. Kéo dài âm R rồi mới xuống giọng mũi là âm M rồi thêm S luôn. Arms. Arms. That's right. Không phải là arm nha. Arms. Arms. That's right. Felix thinks Arthur is very big, but he is my best friend. Friend. Best friend. Uh-huh, chứ không phải friend, không phải T nhưng mà là D, friend. And. Uh-huh, that's right. Okay, that's good enough now, and thank you very much. Em cảm ơn cô ạ. Okay, now next one please. Rồi, Jessica, could you call me in Skype, please? Jessica, gọi to me ở bên Skype đi. Jessica, yeah, call me in Skype. Please. Okay, hỏi Lê Di là Jessica, hả? Phải không? Jessica là hỏi Lê Di, hả? Là không phải. Jessica, no. Okay, there's a problem with this car. Oh, that's you. Your car is having a problem now. So, okay, Jessica, you in now. Okay, đừng nhớ tới anh gọi lại cho Timmy nha, please.
Give me seven. In the banner thing. Give me seven. Okay, Jessica, are you ready? Yes. Okay, now. Let me copy right here and paste. Okay, now, yeah, let's start. Okay, now, Jessica. Yes. Now, could you read this, please? Arthur and Felix. Arthur is a big old dog. Felix. 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 You find Felix. Yeah, Felix. Yeah. Felix. Felix. That's yeah. Right. Felix is a young cat. Felix likes Arthur, but not all the time. Felix likes cheese. I didn't see you, Hassler. Okay, go on, please. I'm sorry to disturb you. Arthur can climb. Felix is in the tree. Arthur sees Felix. The boy's lonely. Felix says, "Be quiet." But Arthur can hear Felix. Felix, he is making too much noise. Felix climbs to the top of trees. He can see everything. There is the house, and there is the long street with doors. To the right, he can see the park. There is a lake in the park, and then a man is fishing. Very good. Felix likes fish. He wants to go to the park. He tries to go down, but it is very difficult. The branches move. He can jump. What can he do? He cries. Arthur is still barking. Felix cries again. Arthur can hear him. Then Felix sees a nut on branch. Go on. He takes the nut in his mouth. He drops the nut. It falls. Whether it's all on Arthur's head. Ouch, says Arthur. He stops barking. Then he hears Felix. Felix at top of the tree. Felix needs help. Arthur runs to the house to get help. 1 minute later, everyone comes to help Felix. The little boy Freddy climbs up the tree. Felix jumps into his arms. Felix thinks Arthur is very big, but he is my best friend. How is it? That's pretty good, right? Okay, you do a very good job, and thank you very much. Give me seven. You can see it on the banner then. Yeah, give me seven. Okay, thank you very much, Jessica. You do a good job. Yeah, thank you. And thank you very much. Yes. I misspelled my nickname then. Tell me seven. Okay, Roy. Hi, Lady. Hi, Lady. You now. Hi, Lady. Can you hear me? Go ahead, Dokoda. I don't have to add your nick.
Okay. Chị mày không biết sử dụng bên Skype đâu các anh. Chị mày không có ăn nick của ai hết trơn, các anh chỉ gọi vô nói lòng nó. Maybe you add my nickname first then call me. Phải không? Ờ, chắc là phải. Hôm yeah. Một mình tới mà không có cần add nick của con ra chỗ con nhá. Dạ, vì trong nhóm là phải add nick. Yeah, you have to add my nickname, right? And call me, right? And I don't need to accept. Tiếng Mi đâu có accept ai đâu, tự nhiên gọi vô được cho Tiếng Mi mà. Mà Tiếng Mi cũng không thấy, không thấy Hustler ask me anything. I haven't seen your asking, your... Me không thấy. Okay, thank you very much, Jessica. And next one with me in Skype is Hải Lê Di. Hải Lê Di đâu rồi mất tiêu? Hải Lê Di. Hải Lê Di là nó đừng nhớ tới anh đó. Hải Lê Di, call me. Call me. Okay, Hải Lê Di, are you there? Hải Lê Di là đừng nhớ tới anh đó. Hải Lê Di có đó không? Hả? Huh? There are problem with this call. I don't know whose call, who's calling. Let me remove this then. No, no. Đừng nhớ tới anh gọi vô lại đi. Hồi nãy được rồi đó, hồi nãy được rồi đó. Hải Lê Di hồi nãy được rồi đó. Ok, các anh chị gọi vô đi. I have nobody in sky with me. I have no one in sky with me. Không có ai trong sky với Tiểu My bây giờ hết trơn á. Yeah, gọi vô lại đi. No, nông dân không cho. Ok. Gần hết giờ không còn ai gọi thì cho nông dân đọc nữa. Ok. Yeah, nông dân đọc rồi còn gì? Không gọi được hả? Are we learning reading skills so far, go to me? Yes, we are. Các anh chị gọi vô đi. Hurry. Ok, Hải Lê Di. You in now? Ok, can you hear me? Yes, we can. You. Ok, let's start. You want to read now, right? Ok. Arthur and Phyllis. Arthur. Hay là Arthur? Arthur. Yeah, nhưng mà phải la lưỡi ra, please, TH, author. Author. Phải la lưỡi nha. Author. Tiểu My đâu thấy Hải Lê Di la lưỡi đâu. Đâu thấy cái lưỡi của Hải Lê Di đâu. Tuy là không thấy webcam, chỉ thấy hết trơn đó nha. Okay. Author. Author. Không phải thờ, nhưng mà là thờ. Author. La lưỡi mới đọc được chữ đó. Okay, almost. Yeah, author. Author. Okay, go on, please. Author and Felix. Felix. Chứ không phải Felix nha. Felix. Felix. That's right. Go on, please. Author and Felix. Arthur is a big old dog. Phyllis is a young cat. Phyllis likes Arthur, but not all the time. Phyllis likes to climb trees. Climb, climb,
Clam. Clam. Yeah, clam. Clam. Clam cheese. Otter. Canned clams. Yeah, the second time you read, right. Mến chào Chúc Y Cần Can chị mới dậu. Go on, please. Phyllis, Phyllis, in a tree. Arthur sees Phyllis. He barks. Nhẹ nhàng thôi, barks. Cũng phải park. Barks. He barks. Uh-huh. He barks. Lolly. Phyllis says, be quiet. But Arthur can hear Phyllis. Be quiet. Be quiet. That's right. Be quiet. Be quiet. And what else? Suddenly you stop. Are you still there? Hi, Lê Di. Hi, Lê Di còn đó không? Không mất tiêu rồi. Oh, there's a problem with this car. Đang bị trục trặc rồi. Yeah, nông dân và nồng nàng đó. Hai cái nickname này phải nhìn kỹ mới đọc được. Nông dân ân cần and nồng nàng gì đó. Nồng nàng. Okay, hi Lê Di. Are you there? Are you still there? See? I don't like to use the guy's Skype. Rớt mai rồi, hả? Yes, but he haven't head off yet. Let me cut him then. Why we try to get the car back? Okay, okay, hi Lê Di. Còn đó không? Car drop rồi. Drop. Okay, bây giờ Dũng, A, nói, one, Kim, Dũng Kim. Nồng nàng Hà Nội là Dũng Kim đó hả? Phải không? Dũng, A, nói, one, Kim. Phải không? Okay, yeah, so, could you read this, please? We start over, okay? Okay, Dũng Kim, Dũng Kim. Now, read this, please. You sound like a little cat. Okay? Nói nhỏ như con mèo ha. Chưa có nghe, chưa có nghe. Nào nàng Hà Nội. Chưa nghe. Cái power talk á các anh chị, chị mới nói trước cho các anh chị. Cái power talk á, later on á, nghĩa là về sau á, càng ngày nó càng mạnh, cái chương trình Power Talk nó rất là mạnh, càng ngày nó rất là mạnh. Tại vì bây giờ nó có nhiều customer quá đó, thành ra nó phải upgrade lên mạnh hơn. Thành ra sau này đó, không biết là sau này là bao lâu. Các anh chị mà computer, các anh chị mà yếu hay là các anh chị có cái net yếu đó, thì các anh chị sẽ bị kick out đó. Hoặc là các anh chị vô Power Talk, các anh chị sẽ bị trục trặc đủ thứ chuyện hết trơn đó. Tại vì cái computer của mình yếu hay là cái net của mình yếu, cái power talk càng ngày nó càng operate lên, nó mạnh hơn á. Sau này là có nhiều khi mình vô không được luôn. Nói trước cho các anh chị dạ, ok. Không biết sau này là bao lâu, nhưng mà họ đã nói như vậy rồi. Okay, now I don't know who's with me now. Dũng, Dung dạ, phải không? Dung Kim á, Dung Kim á.
Yung Kim. Okay, Yung Kim, could you read this, please? Start to read this. Đọc đi Yung Kim. Đọc đi. Nồng nàn Hà Nội hình như không đọc ra tiếng, phải. I think you should reboot your computer then come back. Chắc có phải, chắc phải phải gì đó. Chắc phải restore cái máy lại đi rồi rồi vô trở lại. Ok. Sao nhiều nông nông dân. Ok, now next one will be Trần Học. Trần Học, are you there? Trần Học. Trần Học. Thấy không, gọi các anh chị không được gì hết trơn á. Trần Học. Không chịu hả? Không chịu hả? Không chịu thì Đỗ Lệ. Đỗ Lê hả? Đỗ Lệ hay Đỗ Lê vậy? Đỗ Lễ Độ hả? Này chắc chắc Lễ Độ chứ không phải Đỗ Lệ. Lễ Độ. Ok, Lễ Độ. Ok. Tell me for loudly. Yes. Trần Học, wait. I recall yeah. You, but you didn't answer me. Can you hear me? Yeah, we hear you now, but you have to wait for your turn, okay? Lễ, Đỗ Lệ trước nha, Đỗ Lệ trước. Yeah. Okay. Can you hear me for loudly? Yeah. Yes, we can. Yes. Author and Phyllis. Author is a fish or dog. Phyllis is a young cat. Phyllis like author, but not all the time. Like. Phyllis. Like, không được đọc chữ L thành chữ N này nha. Like. Yes. Phyllis likes. Good. To climb trees. Auto can climb. Climb. Auto can climb. Mm-hmm. What? Auto can climb. Go on. Phyllis is in the tree. Auto see Phyllis. He bats loudly. Phyllis say, be quiet. Wait, không phải say nha, không phải say mà là say. Đọc chữ S, phần chữ X của tiếng Việt á. Says. Say. Không được cong lưỡi, không phải say. Cái này là say, còn cái này là say. Okay. Say. No, không được cong lưỡi. Tí mi thấy con lưỡi mà. Cái này đọc là à, cái gì quên rồi. Chân, I mean, Đỗ Lệ. Lễ Độ nè, Lễ Độ đọc cái gì nè. Say, không phải là say mà là say. Thế đọc vậy nè. Say. Thế say. Đọc chữ X tiếng Việt đi. Xe, đọc xe đi. Xe. Xe, say. Yeah, xe say. Ok, chứ không phải là say. Say. Đừng cong lưỡi, đừng cong lưỡi, please. Say. Say. That's right, say chứ không phải là say. 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 No. Ghét Trần Học quá. I mean, ghét Lễ Độ quá. Yeah. Đọc chữ này thử coi. Đọc chữ này thử coi. Đọc hai chữ này thử đi. She. Yeah, almost. She. Yeah, hai chữ này đọc khác. Cũng giống như say. Yeah, say. Yeah, rồi thêm S. Okay. Says. Yeah, says. Say. Rồi, được rồi đó. Go on, please. Say. Phyllis in the tree. Arthur, she. She, chứ không phải she. She. Yeah, she. Arthur, she. She, Phyllis. He
bark loudly. Felix say, be quiet, but Otto cannot hear Felix. He is making too much noise. Noise, chứ không phải noises, noise. Noise. That's right. Can I too thêm? Much noise. Yeah. Next one, please. Felix clinch. Climb. Felix climb. Yeah, climb. Không phải clam nha, không phải clam nha, mà climb. Climb, nó climb. Climb. That's right. Felix climbs. Felix climbs to the top of the tree. Top, top, top chứ không phải top nha. Top, day, hot. Chữ T đọc thành chữ T, H tiếng Việt. Top. Top. That's right. Top of the tree. He can see everything. Yeah, không có re ở trong nha, không có vơ ở trong nha. Everything. Everything. Yeah, everything. Everything. Uh-huh. See everything. There is the house, and there is the long street which does ease. Is. That's right. Is. To the right, he can see the park. To the right. Right. To the right. Không phải right. To the right. Không phải right, mà là right. To the right. Có âm T phía sau, please. Right. To the right. Uh-huh. To the right. To the right, he can see the park. There is a lake in the park. Park. No. Wait, please. Park. Bấm chặt môi, thả miệng ra, đọc park. Park. That's right. Chứ không phải park, không phải park nha, mà là park. Park. Uh-huh. Park. Park. Yeah. Park. That's right. There is a lake in the park. A man is fishing. Okay. Felix climbed to the top of the tree. He can see everything. There are the houses, and the long street which starts to the right. He can see the park. There is a lake in the park. A man is fishing. Okay, 1 minute. Let me pause the next paragraph then. Yes. Home. No. Không home. Có, yeah. Đọc cái giọng mũi đó. Mà không có đọc chữ H nha. Cái âm H là âm cam. Giống như ngon quá. Ngon quá. Lại khái gì đó. That's right. Felix likes fish. He want to go to the park. He choose to go down. He tries. He tries. That's right. He tries to go down, but it is very difficult. 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 Không có âm S ở trong difficult. Âm T. Difficult. Yeah. Difficult. The branches move. The branches. No, the branches. Đọc rõ ra cái âm is. The branches. Branches. Yeah. Right. Branches. That's right. The branches movie. No. Wait. Không phải movie. Cái âm e á, ở phía cái chữ e ở phía sau thường mình không có đọc cái. Yes. Mình move. Yeah, mình chỉ đọc âm v thôi. Okay. Move. Right.
Move. Okay, move. Move. Yes. The parents move. He can jump. What jump. Can jump. Do? Jump. Jump. Không phải he jump. Can jump. Không phải, yeah, jump. That's right. He can't. Can jump. Yeah, jump. He can jump. What can he do? He cries out. He still barking. Kelly cry again. Wait. Cry, cry. Giống như củ khoai vậy đó. Khoai, cries. Okay? Cry, cries. Cry. Yes, that's right. Let's cry again. Otto. No. Can't. Arthur. 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 Yeah, Arthur. 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 Can hear him. Then Phyllis see a notch on a bench. Branch. 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 Yeah, branch. Đừng có đọc rõ chữ chờ quá. Yeah, branch. Branch. Yeah, chỉ đánh cái âm chi ở chỗ thôi. Branch. Branch. Yeah. Hustler, you in sky with me, so wait till your for your turn, okay? Okay, next one. No, not that one. This one. He take the nut in his mouth. He touch the nuts in his mouth. Nut không có S, nut. Nut. That's right. He touch the nut. He touch the nut in his mouth. He drop the nut. It pass. Whether it pass on up head. 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 Yeah, head. On up head. As say up, he stop barking. Then he hear Phyllis. Hear. Hear. Phyllis at the top of the tree. Phyllis needs help. Arthur runs to the house to get help. 1 minute later. 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 1 minute later, everyone comes to help Phyllis, the leader boy. Pretty. Fred. Fred, Fred. Fatty. Không phải fat. Fatty. Không phải fat. Red, Fred, Fred. Có âm F, âm O luôn. Okay. Freddy. Không phải ready. Fred. Freddy. Đọc đi Fred, 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 Fred. Fred, Fred. Không phải red. Có âm F ở phía trước nữa. Fred. Đọc vậy đi. Fred. Fred. Yeah, được rồi đó, Fred. Rồi mình nói nhanh. Đọc Fred. That's right. Fred. Fred. Yeah, and đọc nhanh là Fred. Fred. Yes. Fred. Celine up the tree. Phyllis jumps into his arms. Arms. Phyllis teen Arthur is very big, but he is my best friend. Friend. Yeah. But he is my best friend. Yeah. Mình nói chữ qua đó. And friend. Okay. Friend. Yes. Ok, đổ lê, you fell, rớt rồi. Thì rớt rồi.
Thank you, cô Tiểu My. Mình có hai ngày. Khó đọc quá. No, you have the whole week to practice reading. Okay? Yeah. Yeah. Giờ này không còn phải là giờ tập đọc từng chữ nữa nha các anh chị. Giờ này là đọc đọc nguyên một đoạn văn, đọc đọc cho nó hay chứ không phải đọc chậm chậm như vậy. Okay, thành ra coi như lễ độ rớt rồi. Okay. I'm sorry to say that, but yeah, thank you very much. Yeah. Các anh chị, một cái bài đó thường thường mình có giờ tập đọc. Okay? Giờ tập đọc có nghĩa là mình đọc từng chữ chậm rãi giống như là lễ độ mới vừa làm đó. Right? Rồi sau đó mình phải đọc nhanh và đọc cho nó hay. Okay? Và thường thường Tiểu My cho các anh chị một tuần lễ đặng đọc cái bài này. Right? xuống dưới lớp dưới. Còn Hustler. Hustler, khi mà đọc đó không có cần bao nhiêu phút hết trơn đó. Đọc nguyên một bài luôn, okay? Và đọc một lần thôi. Okay, lễ độ, thank you very very much. Anyway, you do a good job. Thank you. Thank you very much. Okay, you are very welcome then. Okay, next one, Trần Học. Trần Học. Yes, I'm here. Okay, your turn now. Could you turn off your could you turn off the sound card then, right? The sound card make your sound is echo, da? The echo, da? Ngoài không biết sửa thế nào cô ạ. Vậy đi. Nè. Read this one. Otter and Felix. Otter is a big old dog. Felix is a young cat. Felix. Felix. Wait. Felix. Chứ không phải Felix nha. Felix. Felix. Yeah, Felix. Felix likes Otter, but not all the time. Felix likes to climb trees. Wait, please. Time. Không phải time nha, không phải time. Không time. Phải... Đọc chữ này trước, rồi mới kéo qua âm em. Time. Time. À, chứ không phải time nha, không phải time. 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 That's right, good rồi đó. Time. Right, tiếp tục please. Tiếp tục. Oh, okay. You missed the last two sentences. That is okay, go on, please. Felix, you know, Felix. Yeah, Felix. Other sees Felix. He barks loudly. Felix says, be quiet, but Arthur can hear Felix. He is making too much noise. Okay, wait. Be quiet. Be quiet. Chứ không phải be quiet nha. Be quiet. Quiet. Cái này mới là quiet. Này mới là quiet. Yes. Còn cái kia là quiet. Cái âm et với nó đảo lộn với nhau. Okay. Hello con. Yeah, quiet. Yeah, còn kia là quiet. Quiet. Đọc đi. Yes. Quiet. Be quiet. Be quiet. Quiet. Không phải quiet mà là quiet. Đọc rõ hai âm luôn. Yeah, quiet. Nếu một âm thì nó ra cái chữ T and E. Còn hai âm thì là E and T. Okay, quiet. Be quiet. Quiet. Right. Be quiet. Okay, go on, please. But Arthur can hear Pat Felix. Yes. He is making too much noise. Cái âm echo making, kéo dài cái miệng là making. Making. That's right. Making. Go on, please. Felix climbs to the top of the tree. He can see up. He can see
house, có house. S. Yeah, house. House. Có S house. Chứ không phải là how. Cái này mới là how. Okay. Còn cái này mới là house. Okay. House. 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 Có sao không nghe, không thấy cái âm S? House. Cái nhà đó, house. House. Yeah. Em có đọc ấy chưa? Có hả? Đâu nghe đâu. Các anh chị nghe không? Các anh chị nghe không? Tiểu My đâu nghe đâu. Ok nè. There is the house. House. Go on, please. And there is the long street with the store. Street. To the right. Cái chữ street đó kéo dài chút xíu. Street. Chứ không phải street. Không phải street, mà là street. Street. Yeah. Street. With the store. To the right. He can see the park. There is a lake in the park. Wait. Wait. Hồi nãy đọc chữ này á, như cái chữ này á. Okay. Trần Học đọc giống nhau á. Cả hai đều là park. Trần Học đọc như vậy á. Một cái là bark, và một cái là park. Một cái là bark, một cái là park. You see the difference? Một cái đọc nhẹ yeah. thôi. Okay, cái đọc nhẹ, còn cái bẩm chặt môi. Bark and park. Rồi. Okay. Yeah, park. Park. Chứ không phải bark nha. Bark and park. Right. Go on, please. Yes. There is a lake in the park. A man is fishing. Philip likes fish. He wants to go to the park. He tries to go down, but it is very difficult. Okay, next one. The frantic move. He can't jump. What can he do? Jump, chứ phải jump. Jump. Yeah, jump. Lâm chom, jump. Jump. Mm-hmm. Go on, please. Jump. What can he do? He cries. Arthur is still barking. No, wait. Barking, đọc nhẹ thôi. Barking, chứ đừng đọc là barking. Okay, không phải là barking, mà là barking. Yeah, cái hai cái môi bẩm nhẹ nhẹ thôi. And đọc nhẹ nhàng, barking. Barking. Almost. Go on, please. Philip cries again. Arthur can hear him. And Philip sees a nut on a branch. He takes the nut in his mouth. He drops the nut. It falls. Where does it fall? On Arthur's head. Ouch. That's right. Say to Arthur. Say, wait. Says. Say chứ không phải sai nha. Says. Say. Yeah. Go on, please. He stops barking. Không phải barking, mà là barking. Barking, há miệng. Barking. Yeah. Cái hai môi bẩm nhẹ nhẹ thôi, đừng bẩm chặt quá. Barking, đọc nhẹ nhàng thôi, barking. He stopped barking. Ba. Cái này đọc gì nè? Ba. Rồi thêm chữ king vô thôi. Barking. He stopped barking. Almost. Then he hears it. Feel it. At the top of the tree. Philip
did help. Arthur run to the house to get help. 1 minute later, everyone comes to help Philip. The little boy Freddy climbs up the tree. Philip jumps into his arms. Philip thinks Arthur is very big, but he is my best friend. Okay, you almost fell. Gần rớt rồi đó. Giờ này không còn phải là giờ tập đọc từng chữ nữa nha các anh chị, mà giờ này phải đọc nhanh và nghe cho nó hay. Ok. Mấy đoạn đầu là rớt rồi đó, chỉ có đậu được mấy câu cuối thôi. Ok. Giờ này không phải còn giờ tập đọc nữa nha các anh chị. Các anh chị phải đọc nhanh. Mình có một tuần lễ tập đọc mà, phải không? On Otter's head. Ouch, say Otter. Yeah, he stopped barking. Then he hears Felix at the top of the tree. Felix needs help. Otter runs to the house to get help. Phải đọc nhanh như vậy, okay? Không có được đọc. 1 minute later, everyone comes to help Felix. Đọc như vậy là rớt, okay? Anyway, I buy it. And thank you very much. You do a good job too, but you almost fell. Thank you. Okay, cảm ơn Lễ Độ nha. And next one will be, let's see. Trần Học hình như đọc rồi phải không? Trần Học, are you there? Các anh chị lên phải đọc. Nãy giờ quên nói các anh chị khác cho điểm. Yeah. Trần Học. Right. Okay, mình bắt đầu mình rate it nha. Mình cho điểm nha các anh chị. Okay. Cho ABC thôi, đừng có cho 190. Cái số nó làm cho mình confused. Okay, A đó là 100. Điểm B đó là 90, C đó là 80, D là rớt. Okay. Cho điểm như vậy nha. Nghĩa là từ 90 tới 100 thì cho A, từ 80 tới 90 thì cho B. Okay. Còn từ 70 tới 80 thì cho C, còn D là rớt. Okay. Rồi bắt đầu nha, bắt đầu mình cho điểm. Okay. Bắt đầu I went right. Okay, Trần Học. Okay, let's see. Let me. Yeah. Okay. Okay, now let's start. Arthur and Philip. Arthur is a big old dog. Philip is a young cat. Philip likes Arthur, but not all the time. Philip likes to climb trees. Arthur can climb. Philip is in the tree. Arthur sees Philip. He barks loudly. Philip says, "Be quiet," but Arthur can hear Philip. He is making too much noise. Yeah, ráng đọc cho có cái ending sound, okay? Anh đọc có ending sound quá. Okay, but we can hear you. Okay, go on. We accept that. Anyway. Philip climbs to the top of the tree. He can see everything. There is the house, and there is the long stick. With off to the right, he can see the box. There is a light in the box. A man is fishing. Philip likes fish. Okay, stop right there, please. Cái âm R đó các anh chị nên kéo dài chút xíu. Paw, right? Paw, the paw. Đèn mới thêm chữ K. Chứ phải là pork. Okay, pork. Okay, pork. Kéo dài âm R chút xíu. Park. Chứ phải park. Okay, park. In the park. Yeah, in the park. Okay, go on, please. He wants to go to the park. He tries to go down, but it is very difficult. The branches move. He can't jump.
What can he do if Christ Arthur is still barking? Barking. Không phải parking mà là barking, nhẹ nhàng thôi chữ B đó, barking. Barking. Đừng có bẩm môi nha, đừng có bẩm môi chặt, không phải là parking mà là barking. Bark đó, barking. Say it please. Arthur is still barking. Okay. Go on. Philip cries again. Arthur can hear him. Then Philip sees a nurse on a friend. He takes the nurse in his mouth. He drops the nurse. It falls. Falls. Yeah, ráng đọc có cái ending sound chút xíu, okay. Go on, please. Whether it falls on Arthur's head, out, size Arthur, he stopped barking. He stopped barking. Barking, chứ không phải barking, không phải bark mà là barking, há miệng là barking. He stopped barking. Then he hears Phyllis at the top of the tree. Phyllis needs help. Arthur runs to the house to get help. 1 minute later, everyone comes to help Phyllis. The little boy Bradley climbs up the tree. Phyllis jumps into his arms. Phyllis thinks Arthur is very big, but he is my best friend. Okay, that's good. Cho điểm đi các anh chị. How do you rate him? I give him an A. Okay, he's good. Anh chị cho bao nhiêu điểm? Yes, A. Okay, very good. Nhớ đọc có cái ending sound chút xíu nha. Các anh chị tập đọc. Yeah. Tập đọc có cái ending sound please. Mình đọc riết rồi mình sẽ quen luôn, okay? Còn nếu mà các anh chị không tập thì không thể nào quen được hết. Ví dụ chữ này các anh chị đọc nut, không phải là nut mà là nut. Okay, có ending sound có cái âm T. Nut. Okay? Chứ không phải là nut. Khá như vậy. Fall, fall, phải cong miệng lên, cong lưỡi lên. Right, stop. Mặc dầu người ta không thấy mình bẩm môi, làm sao thấy được, nhưng mà mình tập bẩm môi. Stop, okay, stop. Ngay chỗ đó mình bẩm cái môi liền. Stop, jump, right, jumper, right, jump, bẩm môi lại. Đại khái mình phải tập như vậy đó. Run. Okay, chứ không phải là run, không phải run, mà là run, xuống giọng mũi. Nhớ đọc cái âm ở phía sau cho nó tập cho nó quen. Run, rồi cái lỗ mũi mình run mới là đúng, chứ không phải là run. Phải run, không có run cái lỗ mũi là không đúng. Run, run. Đấy, run. Okay, ráng đọc cho có cái âm ở phía sau, giống như chữ help. Right, help. Đấy không, help. Okay, that's good enough. I mean that really good, Trường Hậu. And thank you very much. Okay, next one will be Gia Đình. Thank you for opportunity. You're very welcome. Okay, next one will be Gia Đình Nhà Giàu gì đó. Không biết tiêu rồi. Gia Đình Nhà Giàu. Yeah. Okay. Gia Đình Nhà Gấu thôi. Oh, Nhà Gấu hả? Yeah. Okay, gia đình con, nhưng mà để con gọi lại nó bị giật cái tăng quá. Okay, không biết gấu này gấu mẹ hay gấu con nữa. Okay, call me back then. Yeah. Gọi lại đi, please. Có khu gấu. Okay, let's. Hello. Yeah. You here with me now? Okay, now, yes. Could you read this, please? Arthur and Phyllis.
Felix. Arthur is Felix, chứ không phải là Felix, không phải Felix nha. Cái âm này âm E. Felix. Felix. Yeah, là âm I của tiếng Mỹ đó. Felix. Arthur and Felix. Arthur is a bit older. Felix is a young head. Felix likes Arthur, but not all the time. Felix likes to climb trees. Climb. Climb. Yeah, climb, yeah, climb. Yeah. Felix likes to climb trees. Không phải to climb, không phải to lie, mà to climb. Climb. Yeah, climb. Arthur can't climb. That's right. Felix is in the tree. Arthur sees Felix. He barks loudly. Felix says, "Be quiet." But Arthur can't hear Felix. He is making too much noise. Felix climbs to the top of the tree. He can see everything. There is the house, and there is the long street with bars. To the right, he can see the park. There is a lake in the park. A man is fishing. Felix likes fish. He wants to go to the park. He tries to go down, but it is very difficult. The branches move. He can't jump. What can he do? He cries. Arthur is still barking. Felix cries again. Arthur can't hear him. Then Felix sees a nut on a branch. He takes a nut in his mouth. He tries the nut. It falls. Where does it fall? On Arthur's head. Ouch, say Arthur. He starts barking. Then he hears Felix at the top of the tree. Felix needs help. Arthur runs to the house to get help. 1 minute later, everyone comes to help Felix. The little boy, Freddy, climbs up the tree. Felix jumps into his arms. Felix thinks Arthur is very good, but he is my best friend. That's pretty good. How do we grade her? Anh chị cho điểm đi. I think I give her an A plus. Yeah, A plus là khoảng từ 95 tới 100. Còn B bình thường là từ 90 tới 95, đại khái như vậy. Okay. That's pretty good. Nhưng mà biết không, à, gia đình nhà gấu á, nên đọc nó có giọng lên xuống chút xíu nữa. Okay. Đọc hơi bình bình, nó nghe nó cũng không có được hay lắm. Đọc thì rất là đúng, nhưng mà cái giọng, cái accent nó chưa có good lắm. Mình phải đọc lên xuống chút xíu. Thí dụ nói, then Felix see a nest on a branch. Đại khái như vậy, mình bỏ dấu sắc vô cho nó nhiều nhiều chút xíu. Đỗ Chí Minh nói phải không? Dạ, yeah, mình đọc nó có dấu sắc cho quyền dấu hỏi dấu ngỏ. Nó nghe hay hơn chút xíu. Okay. Nhưng mà anyway, yeah, you do very good job. Okay. Okay, now our next one will be yeah, gia đình. Yeah, thank you. Okay, có ai gọi vô nữa không các anh chị? We have 15 more minutes. Mình còn 15 phút nữa. Yeah, Hustler, could you call me in Skype, please? Bit late. Ai gọi vô cũng được hết trơn á. Okay, let me cut off someone first, okay? Hello. Yeah, we hear you. Wait a minute. Wait. Hello. Yeah, we hear you. But let me cut off someone. Trong hộp đọc rồi. Okay, Hustler. Hustler. You ready? Yes. Now, can you read this? Okay, thank you. Hello, good evening. Wait a minute. Hustler, are you still there?
các anh chị gọi vô nhiều quá là thì bị mess up liền á. Đạt Hoàng Đăng, could you wait for your turn, please? Yeah. Okay, who's calling? I have a problem with your car. Rồi, Hustler on hold. Yes, now could you read this, please? Các anh chị gọi vô trở lại đi, để mình bị mess up and that để mình cut off everyone rồi. Okay, Hustler, could you read this, please? Sao em nghe thấy cái âm gì đâu mà nó vang quá? Nghe vang hả? Đâu có đâu. Còn 15 phút nữa đó, các anh chị không gọi vô là hết giờ, ráng chịu ấy nha. Mình còn qua cái khác nữa. And so this time we put the article on hold and hold. Ghét quá à. Ok, mất hết trơn này. On hold, this one. Okay, cái gì Hustler, right? Are you there? Chắc cut you off, right? Hustler, you still in Skype with me? Yeah, Hustler. Right, Hustler. Yeah, em nghe này cô, được không cô? Yeah, được rồi, nghe rồi. Could you read this, please? Nhưng mà sao em nghe thấy tiếng vang gì hả cô ạ? I don't hear anything but your voice. Đâu nghe gì đâu, chỉ nghe tiếng của Hustler nói thôi à. Dạ, nhưng mà em nói xong rồi khoảng 2 phút sau mới nghe được tiếng. So that's your problem then. Bị delay hả? Dạ đúng rồi. Em hiểu sao? Nhưng mà you hear me right? Yes. And you answer me right away, that means you is good. Phải không? Nó có echo. Có echo hả? Dạ. Không biết xử lý sao bây giờ đây. It's okay. You yes. Sound good to us. So go ahead to read this, please. Yes, okay. Arthur and Phyllis. Arthur is a big old dog. Phyllis is a young cat. Phyllis likes Arthur, but not all the time. Phyllis likes to climb trees. Arthur can't climb. Phyllis is in the tree. Felix. Arthur. Felix, không phải Felix nha. Felix. Felix. Felix is in the tree. Arthur sees Felix. He barks loudly. Felix says, "Be quiet." But Arthur can't hear Felix. He making too much noise. Okay, wait. He wants to go to the park. He tries to go down, but it is very difficult. The branches move. He can't jump. What can he do? He cries. Arthur is still barking. Felix cries again. Arthur can't hear him. Then Felix sees another branch. He takes the nut in his mouth and drops the nut. It falls. Mouth. Có âm th phía sau mouth. Mouth. Không phải là mau nha, không phải là mau mà là mouth, right? Mouth. Okay. And falls. Falls. Okay,
Okay, next one, please. When they fall, fall. On Arthur, không phải fall, fall. Như fall, fall. Cong lưỡi phía sau fall. Là fall. Fall. Okay. When does it fall on others' head? Osh says other. He stops barking. Then he hears feathers at the top of the tree. Phyllis needs help. Other runs to the house to get help. 1 minute later, anyone comes to help Phyllis. The little boy, Freddy, climbs up the tree. Phyllis jumps into his arms. Phyllis thinks Arthur is a very big, but he my best friend. Okay, that's pretty good. Cho điểm đi các anh chị. I give you an A plus. You good? Thank you cô và các bạn. Các anh chị đọc good lắm, nhưng mà nhớ đọc có lên giọng xuống giọng please. Nó nghe hay hơn. Dạ, nhưng mà không biết lên giọng chỗ nào, xuống giọng chỗ nào đó cô. Giống như là mình đang giận, mình raise cái voice mình lên vậy. The little boy, Freddy, climbed up the tree. Philip jumped into his arms. Okay? Chứ mình đọc bình bình. The little boy, Freddy, climbed up the tree. Philip jumped into his arm. Right? Đọc như vậy á, là it's okay. Phải bỏ vô sắc, vô quyền, vô hỏi, vô ngỏ vô. Order. Dạ. Giống như người Anh nhưng họ mà... đọc á. Hả? Dạ, nhưng mà bỏ tùm lum vô, không biết cái sao không cô? Đâu có sao đâu. Bỏ đại vô vậy hả cô? Bỏ đại vô, tùy theo cái emotion của mình. Thí dụ mình buồn buồn, mình nói Philip thinks Horus is very big, but he is my best friend. Hả, thấy không? Mình muốn bỏ chỗ nào cũng được, mình vui vui, mình lên giọng Horus is very big, he is my best friend anyway. Đó, đại khái như vậy đó. Giống như là mình đang diễn tả cái emotion của mình vậy đó. Okay? Yeah. Phải không? Yeah. Phải không các anh chị, right? Mà sao cô bỏ vô thấy hay vậy? Em bỏ vô thấy nó ngượng ngượng kỳ kỳ. So practice make perfect. Okay, phải tập mới được. Okay. Mình viết một câu rồi mình bỏ dấu vô. Ví dụ này. I go to the movie with you. Cái khái như vậy đi. Một chữ á, các anh chị bỏ dấu sắc, dấu quyền, dấu hỏi, dấu ngã gì cũng được. Nhưng mà hai chữ thì phải bỏ cho nó đúng. I go. Thấy không? I dấu sắc, I dấu quyền, I dấu hỏi, thấy không? I go to the movie with you. Right. Yeah, các anh chị viết một câu ra rồi tập bỏ dấu. I go, dấu quyền. I go to the movie with you. Thấy không? With you. Right. See? Hay gì mình á? I go to the movie with you. Cũng được. Thấy không? I go to the movie with you. See? Mình lên giọng xuống giọng như vậy. Dạ vậy chắc là một ngày lên gặp cô Tiểu My chắc phải 4 lần rồi xong mới được như vậy. No, you can do it yourself. Okay? You can do it yourself. Nghĩa là mình viết một câu ra rồi mình bỏ dấu vô. Mình bỏ dấu vô. Okay? Các anh chị tập đi, mình muốn bỏ dấu gì cũng được hết trơn, nhưng mà hai chữ movie, phải không? Movie, mình nhấn cái giọng âm nào thì mình phải để cái âm đó, okay? Rồi, thank you very much. Rồi, cảm ơn các bạn. Yeah, finally you can call me in Skype, right? Nãy giờ cứ bị trouble, right? Okay, còn ai nữa không các anh chị? Còn 8 phút nữa, cho một người cuối cùng. I think I see gì đó Đạt Nguyên Miễn, Đạt Hoàng Miễn, Nguyễn gì đó with me. Minh Anh Nguyễn, your call is okay. I had trouble with your call, Nguyễn Nguyễn. Đạt Hoàng Đăng, yeah, Đạt Hoàng Đăng. Are you still there? Đạt Hoàng Đăng.
Đọc quần đang có đó không? Đọc quần đang có đó không? Ok, nếu không còn ai nữa thì bây giờ mình qua cái phần khác. Okay. Mình gì đó mình reading rồi nè, mình understanding rồi nè, hiểu rồi nè, phải không? Các anh chị đọc nãy giờ có hiểu không giờ? À, cái bài này hồi tuần rồi Tiểu My dịch ra cho các anh chị rồi, phải không? Các anh chị nào không hiểu không? Các anh chị hiểu hết rồi phải không? Đọc là phải hiểu nha. Okay. Answer me please. Do you understand the whole story? Các anh chị nghe Tiểu My nói không? Hiểu phải không? Các anh chị nào nói không hiểu không? Hiểu, right. Rồi bây giờ mình qua cái phần đọc, mình đọc được rồi nè, mình hiểu rồi nè. Bây giờ qua cái phần thứ ba là listening, nghe. Ok. Bây giờ qua cái phần thứ ba, các anh chị phải nghe và phải hiểu. Đọc hiểu nhưng mà cũng phải nghe và cũng phải hiểu luôn nữa. Thí dụ rớt tai hả? So I give you another chance, okay? In another time too, okay? Okay, cho Rin đọc cho rồi đi. Nè, Rin gọi vô cho Tiểu My đi. Gọi vô đi. Rin đó. Oh, we have a problem. Let me cut off all of you then. Cắt hết trơn rồi. Cái Skype nó mess up, mình tưởng mình cắt hết trơn rồi. Cắt các anh chị hết trơn rồi. Cut you off rồi. Bây giờ một người cuối cùng nè. Ok, Minh Anh Nguyễn. Sao Minh Anh Nguyễn mỗi lần gọi vô là bị có cái problem hả? I don't know why. I have a problem with your call, Minh Anh Nguyễn. Minh Anh Nguyễn. Okay, thôi. I cut you off too, okay? Okay, I think that's it for reading now, các anh chị. Bây giờ mình không còn đọc nữa nha, các anh chị. Các anh chị cũng sẽ có dịp nói lại cái bài này. So, đừng không lo, okay? Không cần lo. Các anh chị còn có cơ hội để nói lại cái bài này. Okay? Yeah, Green. Bây giờ qua cái phần listening. Yeah, cái gì? Mình sẽ mở. No, no, Minh Anh, I'm sorry, I have to cut you off. Okay, I have to decline your call, please. Yeah, mình còn dịp nữa để mình sẽ kể chuyện mình nói lại cái bài này. Bây giờ mình qua cái phần kế đi là phần listening. Và thí dụ như Tiểu My mở cái đoạn, cái audio cho các anh chị. Thí dụ nha. Let's see. I think right here then. Arthur. Okay, các anh chị nghe nha. Okay, các anh chị nghe nha. Arthur and Felix. Hiểu không? Hiểu không? Nếu hiểu đánh số 1. Okay. Nếu hiểu thì đánh số 1. Không có được viết chữ ra nha, please. Mình chưa tới cái phần reading. I mean writing. Không được viết chữ, chỉ viết số ra thôi. Nếu hiểu đánh số 1. Không hiểu gì hết thì đánh số 0. Okay. Còn hiểu có một chữ hay là hiểu phân nửa hay là hiểu một phần thì đánh số 5. Yeah, he say Arthur and Felix. Nếu mình hiểu cả ba chữ luôn thì mình đánh số 1. Nếu mình hiểu chỉ có một chữ author thì mình đánh số 5, ok? Còn mình không hiểu cái ông này ông nói gì hết trơn á thì mình đánh số 0. Chịu không nè? Các anh chị có thể làm vậy được không? Đó là phần listening and understanding. Ok, now. So let's start. Bắt đầu nha. You ready? Đánh số thôi, các anh chị đừng có viết chữ ra please. Ok. Ready, get set, go. It jumps into his arms. No, not this. Now, let's start right here.
Bắt đầu Arthur đây. Is a big old dog. Số 5, okay. He say Arthur is a big old dog. Cho số 5 đó. Con chó Arthur là một con chó bự và già rồi. Felix is a young cat. Felix là một cái con mèo trẻ. Felix likes Arthur, but not all the time. Con mèo á thì nó thích cái con chó, nó thích cái con Arthur, nhưng mà không phải lúc nào cũng thích, but not all the time, có nghĩa là không phải lúc nào cũng thích. Okay, okay, next one. Felix likes to climb trees. Con mèo thì nó thích trèo cây. Arthur can't climb. Con chó Arthur thì không có thể trèo cây được. Felix is in a tree. Các anh chị mà đọc bài này theo Tiểu Minh nói 20 lần ít nhất á, thì bảo đảm các anh chị nghe được. Các anh chị mà nghe không được tại các anh chị chưa có đọc bài đủ. Felix thì nó ở trên cây. Felix is in a tree. Arthur sees Felix. Con chó Arthur thì nó thấy con mèo Felix. He barks loudly. Nó sủa lớn, right? Nó sủa lớn. Felix says, be quiet. Con mèo Felix nó nói im đi. Nó thấy gì á? But Arthur can't hear Felix. No. Mình chưa tới giờ tập viết, mình chưa tới giờ viết. Sau khi này mình sẽ viết. Okay, bây giờ mình chỉ nghe và hiểu thôi. Mình nghe thử coi mình có hiểu hay không. Nếu hiểu thì đánh số 1.
không hiểu gì hết thì đánh số 0, hiểu nửa chừng hay hiểu một phần thì đánh số 5. Ok. Nhưng mà con chó Arthur nó không có thể nghe cái con mèo Felix được. He is making too much noise. Felix climbs to the top of the tree. Nhưng mà con mèo nó lèo trèo lên ngọn cây. He can see everything. Nó thấy mọi việc hết trơn, nó thấy mọi sự vật hết trơn, nó thấy đủ thứ hết trơn. There is the house. And there is the long street with stores. Có một cái nhà, nhà có những, có một cái con đường với những cửa tiệm. To the right he can see the park. Phía bên phải nó thấy một công viên. There is a lake in the park. Có một cái hồ ở trong cái công viên. A man is fishing. Một người đàn ông đang câu cá. Felix likes fish. Nhâm 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 nhâm, Felix nó thích cá. He wants to go to the park. Nó muốn đi vào công viên. He tries to go down. Nó cố gắng trèo xuống. But it is very difficult.
nhưng mà rất là khó. The branches move. Cây thì nó chuyển động, khe nó nhúc nhích. Nhúc nhích thành ra con mèo nó sợ, nó không có dám nhảy xuống. Cái gì vậy? He can't jump. Nó không thể nhảy xuống được tại mấy cái nhánh cây nó cứ di chuyển, nó cứ nhúc nhích hoài, nó cứ chuyển động hoài. What can he do? He cries. Nó có thể làm gì bây giờ? Nó khóc thôi. Nó chỉ biết khóc thôi. Arthur is still barking. Cái con chó nó vẫn còn sủa. Felix cries again. Con mèo một lần nữa lại khóc, có nghĩa là con mèo khóc nữa. Arthur can't hear it. Then Arthur không có thể nghe con mèo nó khóc. Tại nó đang sủa mà nên nó không có nghe con mèo nó khóc. Mèo nó khóc nhỏ xíu thôi á. Felix sees a nut on a branch. Then, ông nói gì vậy? Then Felix sees a nut on a branch. Đoạn cái con mèo á, nó thấy một cái hạt dẻ ở trên cái nhánh cây. He takes the nut in his mouth. Nó lấy cái hạt dẻ để vô miệng. He drops the nut. Nó phun cái hạt dẻ ra. Đây mình phải dịch là phun, tại nó đang ngậm trong miệng mà. Mình không có dịch là chọi. Không có dịch là nó chọi cái hạt dẻ. Mình nói là nó phun, tại nó đang ngậm trong miệng nên nó phun ra. Thì mình đang wondering tại sao nó không use his hand á. Không take a nut by hand and throw down to Arthur's head. Tại sao nó không lấy cái tay nó chọi cho nó dễ hơn? Nó phải để vô miệng nó phun ra phải không các anh chị? Right. Okay, next one. It falls. Where does it fall? It's a cat.
Nhưng mà he can take a nut, right? He can take a nut, phải không? Nó có thể nó cầm cầm cái hạt vẽ mà, phải không? Để vô miệng mà, right? It said that. He take a nut, okay, and put into his mouth, right? Oh, nó không chọi được hả? Nó cầm được chứ nó không có chọi được hả? Yeah, that makes sense to me. Đúng rồi. Nó có thể nó cầm nhưng mà nó không có chọi được, phải không? Right? Oh, I understand now. Yeah, this makes sense to me now. Okay. Cái hạt vẽ nó rớt ở đâu vậy? On Arthur's head. Hai người nghe thôi hả? Chỉ có hai người nghe thôi. Trên đầu con chó Arthur. Ouch, says Arthur. Ouch. Con chó nó kêu ouch, đau quá. He stops barking. Nó ngừng sủa. Then he hears Felix. At the top of the tree. Đầu nó nghe con mèo ở trên cây. Felix needs help. Felix cần sự giúp đỡ. Arthur runs to the house to get help. Cái con chó Arthur nó chạy vô nhà để kiếm kiếm người giúp. 1 minute later, everyone comes to help Felix. Một phút sau, mọi người chạy ra giúp con chó, con mèo. The little boy Freddy climbs up the tree. Một cậu bé nhỏ tên Freddy trèo lên cây. Felix jumps into his arms. Con mèo Felix nó nhảy vô
hai cánh tay của cậu bé. Felix thinks Arthur is very big. Con chó nó nghĩ là nó nghĩ rằng cái con I mean con mèo nó nghĩ rằng cái con chó thì rất là bự, tưởng đâu nó giúp mình được, tưởng đâu nó giúp mình được. Con mèo nó nghĩ như vậy. But he is my best friend. Nhưng nhà đâu nó cũng gọi người khác giúp, nó bự vậy nó không có giúp được mà nó gọi người khác giúp. Tuy vậy, nó cũng là bạn tốt của mình. Tuy thế, nó cũng là bạn tốt của mình. Câu cuối cùng nghĩa là như vậy đó, các anh chị. Rồi, bây giờ, các anh chị thấy thế nào? Giờ, tụi mình hỏi thiệt nè. Nông dân ân cần. Did you read, I mean, did you read at least 20 times? Huh? Did you read at least 20 times? Phải không? Phải không? Nông dân ân cần. More, see. Các anh chị thấy không? Các anh chị thấy nông dân ân cần nghe rất là ghê. Một cái bài mà các anh chị muốn nghe được á, nghe được rõ ràng, hiểu 100% luôn á, thì ít nhất các anh chị phải đọc 20 lần. Và đọc, các anh chị càng đọc nhiều các anh chị sẽ thuộc luôn. Và khi mà các anh chị thuộc rồi đó, các anh chị nghe rất là dễ. Thì mới bảo đảm các anh chị nào mà đánh số 5 đó hay là đánh số 0 đó là các anh chị chưa có đọc bài nhiều, phải không? Hoặc là các anh chị chỉ đọc một lần, hai lần thôi, phải không? Sí, phải không? Thành ra các anh chị phải làm theo Tiểu My nói, ok? Một bài mình phải đọc ít nhất là 20 lần. Sau khi mình đã tập đọc được rồi, mình đọc đúng rồi đó, mình phải đọc đi đọc lại 20 lần. Sau này mình, thứ nhất nó rất là giúp mình, giúp về cái vấn đề nghe nè, listening nè. Giúp về cái vấn đề nói luôn nữa, speaking, sau này mình nói chuyện cũng được nữa. Ok. Personal expertise in English. Phải không nông dân ân cần? Thấy không, nông dân ân cần đọc ít nhất cũng 20 lần mới nghe được như vậy. Mà các anh chị có một tuần lễ lận mà các anh chị không làm được là các anh chị dở, hoặc là các anh chị không khéo. What I'm share, I'm sharing to you. Anh chị không care, Tiểu My giúp cho các anh chị. Giống như các anh chị học online á, không tốn tiền thì nó kệ. Mình học còn không học cũng không sao hết trơn. Vậy là các anh chị dở rồi. Các anh chị học tốn tiền thì các anh chị cố gắng học là tại làm sao? Là tại vì các anh chị sợ mất tiền uổng, phải không? Nhưng cái vấn đề mình học là để làm gì? Đâu phải học là để khỏi mất tiền. Nếu sợ mất tiền thì đừng có học, phải không? Đồng ý không nào? Phải không? Nếu sợ mất tiền thì đừng có học. Tại vì anyway mình cũng đâu có học đâu. Cái vấn đề mình học làm sao để mình get được, phải không các anh chị? Right? Yeah, Tiểu My nói thiệt á. Các anh chị học online, yeah, I'm sorry I make you feel bad, but it's the truth, okay? It's the truth. Yeah. Nói thiệt nọ, không phải Tiểu My nói chứ Tiểu My biết chắc Tiểu My giúp các anh chị không có bad đâu, okay? Không có bad đâu, nhiều khi còn more than that nữa. Phải không các anh chị, right? Anh các anh chị, nếu mà các anh chị học mà các anh chị không học bài, không làm bài thì tốt hơn. Nói xin lỗi các anh chị đừng có học, nó mất giờ của các anh chị. Thay vì 2-3 tiếng mỗi ngày thì mình giúp các anh chị đừng vô đây học, mất giờ các anh chị uổng. Okay, you waste your time.
Thành ra cái giờ mà các anh chị không học bài đó thì thôi, mình làm chuyện khác nó có ít hơn. Ok. Is that my card? They moving my carpet. I set the alarm. Ai đụng tới chiếc xe của tôi đó là nó kêu ôm sùm. Nó kêu ôm sùm hết trơn. Mà nói thiệt nha, tụi mi ghét mấy chiếc xe có alarm lắm đó. Mỗi lần mà tụi mi đi shopping biết không, sao mình vô tình thôi, in accidental thôi, mình đụng xe nó kêu ôm sùm. Mọi người nhìn làm như là mình đang ăn cắp xe vậy đó. Ghét thì thôi. Mỗi lần nó kêu vậy tụi mi nhìn trước nhìn sau. Trước nhìn sau coi có ai không, có ai chứ sao đá nó cái. Đá nó một cái luôn. Giận quá đá nó một cái. Nó đang kêu đá nó kêu nữa phải không? Đá nó kêu nữa. Kêu hoài á đến chừng nào mà off alarm thôi á. Ghét thì thôi. Ok rồi. Bây giờ mình qua. No, bây giờ mình phải nghe lại một lần nữa là, và lần này tiểu mi không có nhân nhượng với các anh chị nữa. Ok, lần này các anh chị phải nghe cho nó nhanh. Tiểu mi không có stop. Ok. I mean, I don't pause this. Nghĩa là tiểu mi không có ngừng cho nó chạy luôn, ok? Nên các anh chị phải nghe cho thiệt là nhanh. Hiểu không nào? Nghe thử lại một lần nữa nha. Ok, nghe thử một lần nữa, tiểu mi không có stop đó. Ok. And I don't say anything. I won't interrupt it. Ok, let's start. Bắt đầu nha. Trở lại. Let's see, it's right here đi. Ok. Ready? Get set and go. Wait. Oh, I know what's going on. Oh, let's see. Right, let's start. Arthur is a big old dog. Okay, let me start over. It jumps into. Okay, now. Arthur and Felix. Arthur is a big old dog. Felix is a young cat. Felix likes Arthur, but not all the time. Felix likes to climb trees. Arthur can't climb. Felix is in a tree. Arthur sees Felix. He barks loudly. Felix says, "Be quiet." But Arthur can't hear Felix. He is making too much noise. Felix climbs to the top of the tree. He can see everything. There is the house. And there is the long street with stores. To the right, he can see the park.
There is a lake in the park. A man is fishing. Felix likes fish. He wants to go to the park. He tries to go down. But it is very difficult. The branches move. He can't jump. What can he do? He cries. Arthur is still barking. Felix cries again. Arthur can't hear him. Then Felix sees a nut on a branch. He takes the nut in his mouth. He drops the nut. It falls. Where does it fall? On Arthur's head. Ouch, says Arthur. He stops barking. Then he hears Felix at the top of the tree. Felix needs help. Arthur runs to the house to get help. 1 minute later, everyone comes to help Felix. The little boy, Freddy, climbs up the tree. Felix jumps into his arms. Felix thinks, Arthur is very big. But he is my best friend. And that's it. Only three people who can listen. The other give up, right? Đâu có giống như another đó. Author, right? Author. Ok các anh chị, mình còn nửa tiếng nữa. Bây giờ mình qua cái phần writing. Ok, hy vọng là mình sẽ xong nửa tiếng cho cái phần writing. Các anh chị thấy thế nào, nghe lần thứ hai is better, right? Ok, now, bây giờ mình qua phần viết nha. Cái phần này Tiểu My cũng cho các anh chị một tuần lễ để làm phần này, right? Bây giờ mình nghe sao mình viết xuống vậy, ok? Có một câu không nghe được hả? Giờ qua phần viết nha. Bắt đầu. Ok, bây giờ mình viết chữ ra đó nha. Mình viết chữ ra, ok? Bắt đầu. Ready? Get set. Go. Felix. Arthur and Felix. I don't mind if you don't capital the first letter and the first letter, okay? But I mind you have to capital the proper name and the I. Tập cho nó quen nha các anh chị.
cái chữ I đó thì bắt buộc phải viết qua, là tại vì mình viết qua để mình tôn trọng chính mình. Và những cái tên riêng á thì các anh chị viết qua luôn, ok, viết qua luôn please. Còn đầu câu, cuối câu thì tụi mi không mai, tụi mi không không mai các anh chị viết qua cũng được, không viết qua cũng được, ok. Rồi, ready, go. Arthur is a big old dog. Stalin, slow down, please. Felix is a young cat. Felix likes Arthur, but not all the time. Check your work after you hit the enter key. Felix likes to climb trees. Arthur can't climb. Felix is in a tree. Arthur sees Felix. He barks loudly. Check your work, okay? After you hit the enter key. Felix says, "Be quiet." Kathleen, did you copy and paste? sao viết đúng quá vậy hả? Are you serious? Okay, just say it. Okay, just asking. Mới vào mà viết hay vậy đó. Tại vì Kevin viết không có sai một cái dấu phẩy, một cái dấu gì hết trơn á, viết qua đồ nữa, giống như tiểu mi đang copy and paste vậy đó. Phải không? Phải không? Chứ mi
mình viết vội vã, mình đâu có viết đúng ngay chốc như vậy. Không được liếc qua liếc lại, không được copy and paste, không được paste ở trong PM nha. Ok. No, cái này nói sự thật mà. Ok, just asking, ok. Ok, next one. But Arthur can't hear Felix. Be honest, honest. He is making too much noise. Felix climbs to the top of the tree. He can see everything. Two. Can nha, động từ to be, không có đi với động từ to see. There is the house. And there is the long street with stores. Tại sao đây nó là chữ the mà nó không phải là chữ a? There is the long street. Tại sao nó là chữ the mà nó không phải là chữ a các anh chị? Tại vì nó chỉ có một con đường mà thôi. Ok, một con đường với những cửa tiệm mà thôi, có chỉ có một con đường dài mà thôi. Thành ra đây cái mình xác định, ok, đây là mình xác định. Thí dụ như có một cái trường học ở trong cái khu nhà, ở trong cái subdivision, thì mình sẽ nói there is the school in our subdivision. Ok, there is the school. Mình xác định là có một cái trường học thôi. Ok. Ok, next one. To the right, he can see the park.
There is a lake in the park. Chưa, các anh chị mới vào room. A man is fishing. Felix likes fish. Okay, get a man a fishing, darling. You should not use the construction right there. Mình đừng có viết giống như là cái sở hữu, người ta nghĩ lầm là cái sở hữu cách đó. Cái sự câu cá của người đàn ông, người ta sẽ hiểu lầm như vậy đó. Nhiều khi người ta sẽ hiểu lầm như vậy đó. Đó chỉ là một cái phrase. Ví dụ người ta hiểu lầm là sở hữu cách thì đó chỉ là một cái phrase thôi, chứ không phải là một cái sentence. We ask for a sentence. Okay, thank you, Darlene, for your understanding. Okay, next one. He wants to go to the park. He wants, có S nha, he wants. He tries to go down. Try, băng tâm. Try ở phía sau động từ nó chỉ có một cái nguyên âm thôi. Một là ít, thì nên mình phải làm cho nó nhiều ra. By changing the Y to I and add the S, right? Nhớ nha. Học cái luật này rồi. But it is very difficult. The branches move. The branches, mà chứ đâu phải the bunches, the branches. You make completely mistake, Hoàng Cao Nguyên. He can't jump.
What can he do? He cries. Arthur is still barking. Arthur is still barking. Barking. Felix cries again. Cry, chứ không phải là try nha. Cries, chứ không phải là try. Cry là khóc. Nó khóc nữa. Arthur can't hear it. Then Felix sees a nut on a branch. Then Felix sees a nut on a branch. I will repeat one more time for you, okay? Then Felix sees a nut on a branch. He takes the nut in his mouth. He takes the nut in his mouth. Các anh chị, khi mà các anh chị đọc một bài đó hay là các anh chị đọc một câu đó, các anh chị phải đọc lớn lên, phải đọc lớn ra miệng luôn, đừng có đọc trong đầu. Tại làm sao như vậy? Tại vì khi mà các anh chị đọc lớn lên có nghĩa là các anh chị đọc hai lần. Tại sao? Một lần mình đọc lớn lên và một lần nó vang ở trong cái đầu của mình một lần nữa, phải không các anh chị? Phải không? Thành ra mình đọc lớn lên có nghĩa là mình đọc hai lần. Còn nếu mà mình đọc ở trong đầu là mình chỉ đọc có một lần mà thôi. Ok. Thành ra khi mà các anh chị viết text dictation cũng vậy. Ví dụ các anh chị nghe cái người đó đọc, sau các anh chị lặp lại rồi các anh chị viết xuống thì các anh chị được nghe hai lần. Đúng không nè? Coi như nghe tất cả là ba lần luôn, ba lần luôn. Một lần là cái audio, một lần là mình đọc lớn lên và một lần là nó vang ở trong đầu của mình, coi như là mình được nghe đến ba lần, thành ra dễ viết xuống hơn, dễ nhớ hơn, phải phải không? Đợi con nữa, con học dài dài hoài mà, bây giờ những bài dễ chứ sau này là những bài khó đó. Thế and next one. He drops the nut. It falls.
Where does it fall? On Arthur's head. Where does? Okay, động từ to fall là động từ thường. Nên mình phải dùng, đặt câu hỏi phải dùng cái trợ động từ do hay là does. Where is it found? Nếu mà động dùng động từ to be thì mình phải dùng cái thì mà passive. Okay. Nghĩa là nó được rơi xuống chỗ nào? Hay là nó bị rơi xuống chỗ nào? Nhưng mà không có ai dùng cái passive ở đây hết trơn. Right? On other head. Nhưng chỉ còn thiếu, nó rớt ở trên đầu của con chó. Other. On other head. Viết luôn cái chữ đó đi, viết luôn câu đó đi. Yes. Okay, on other head. Ouch, says Arthur. He stops barking. We move quickly, okay? Then he hears Felix. At the top of the tree. Then he hears Felix. Felix needs help. I'm sorry. Then he hears Felix at the top of the tree. Then he hears Felix at the top of the tree. And then Felix needs help. Needs help. Felix needs help. You have to write that down too. Felix needs help. Yeah, needs help. Arthur runs to the house to get help. Arthur runs to the house to get help. Arthur runs to the house to get help. One minute later, everyone comes to help Felix. 1 minute later, everyone comes to help Felix. One minute later, everyone comes to help Felix. The little boy, Freddy, climbs up the tree. The little boy, Freddy,
limbs of the tree. The little boy Freddy climbs up the tree. Cái chữ climbs, cái chữ climbs có nhiều anh chị không có phát âm được, các anh chị nhớ cái này. CL là climb, color, okay. Còn âm I là I, right? Climb, thành ra mình sẽ đọc là climb trước, okay? Climb, rồi mình mới qua cái âm M. So cái này mình sẽ đọc là climb, right? Climb, climb. Mình đọc cái climb trước rồi mình climb trước rồi mình mới qua cái âm L. Âm M, I mean. Climbs, right? Climbs, climbs. Okay, next one. Felix jumps into his arms. Felix jumps into his arms. Okay, we have 1 minute left for the last sentence. Mình còn một phút cho cái câu cuối. So we on time, phải không các anh chị? We are on time. Felix thinks Arthur is very big. Felix thinks Arthur is very big. Bạn tâm, you are so ahead. But he is my best friend. But he is my best friend. Okay, that's it. We on time. We are on time, right? That he is my best friend. Ok, ngày mai mình làm gì các anh chị? Cũng cái bài này mình sẽ làm phần cuối. Phần cuối cùng là làm cái gì? Speaking. Cái speaking thì nó có hai phần. Phần thứ nhất, các anh chị nghe và lặp lại. Listening and repeating. Right? Nghe và lặp lại. Ông nói sao mình lặp lại y chang như vậy. Anh chị nghĩ các anh chị làm được không? Hả? Anh chị nghĩ các anh chị làm được không? Say yes please. Được không? Được. À không, có hai người thôi. Có hai người được thôi. Yeah. Mình nghe làm sao? Mình lặp lại y chang như vậy. Ok. Thí dụ. Để nghe thử nha. Arthur and Felix. Arthur and Felix. Arthur is a big old dog. Arthur is a big old dog. Felix is a young cat. Felix is a young cat. Felix likes Arthur. But not all the time. But not all the time. See? Đọc riết thuộc lòng luôn á. Nhiều khi mình đọc trước đó nữa. Em ơi, chị mới muốn các anh chị đọc trước đó nha. Okay? Hiểu không? Ngày mai đó mình vô room mình sẽ làm chuyện này. Ok. Các anh chị đọc trước nó càng tốt. Thay vì mình đọc, nó đọc mình repeat, right? Còn mình đọc nó repeat. Ok.
coi ai thắng, ok, coi ai thắng. Chịu không nè? Mới có chị có quyền đọc trước, ok. Bắt nó lặp lại. Chịu không nè? Ok. Rồi, đó là công việc ngày mai. Mình sẽ spend spend to do it for 1.5 hours. Nghĩa là 1.5 tiếng đầu mình sẽ làm chuyện đó. 1.5 tiếng sau gì chịu thua. Tưởng nói em chịu cái còn coi chữ thua nữa, không phân gì chút nào không. Ok. Chữ thua. Thua trước hả? Chán thì thôi á. Các anh chị mà đọc bài này 20 lần là tự nhiên các anh chị tự tin là các anh chị sẽ lặp lại được. Phải không nông dân Ân Cần? Hỏi nông dân Ân Cần cho chắc ăn. Phải không nông dân Ân Cần? Hả? Nông dân Ân Cần, answer me, please. No, to the right. Okay, to the right. Cái gì mà đổ mồ hôi, chảy nước mắt. Ok, đó là cái deal nha. Deal đó. Ngày mai mình sẽ làm chuyện này. Rồi, 1.5 tiếng sau mình sẽ kể chuyện. Mình sẽ kể lại coi cái bài này nó nói cái gì. Thí dụ như cái câu này, thí dụ như cái đoạn này. Kể chuyện có nghĩa là rút ngắn gọn lại, kể một cách vắn tắt những cái điểm chính mà thôi. Đừng có lặp lại everything. Ok. Otto and Felix, right? Mình kể vắn tắt thôi. Như cái đoạn này các anh chị gom lại, các anh chị kể vắn tắt, các anh chị kể làm sao? Otto is a big old dog and like Felix is a young cat. But not all the time. Felix can climb tree but not Otto. Không các anh chị? But not order. Cái hai câu ở phía sau mình gom lại thành một câu. Right? Còn 1, 2, 3, 4. 4 câu ở phía trước mình cũng gom lại thành một câu. Hoặc là hai câu cũng được. Hay là một câu với cái dấu phẩy cũng được. Order a dog. He likes Felix a cat, but not all the time. See, hai câu thôi. Phải không các anh chị? Order a dog. Hay là a dog order cũng được. Mình muốn nói sao cũng được. Ok. Order a dog likes Felix a cat. But not all the time. But not all the time. Được không các anh chị? 4 câu đầu mình gom lại 1 câu thôi. Anh chị nghĩ được không? Hả? Được không? Phải không? 4 câu mình gom lại 1 câu thôi. Right? Phải không? Được không nông dân Ân Cận? Cái 4 câu mà mình gom lại có 1 câu họ không dài sao được. Phải không? Orders a dog like Felix a cat, but not all the time. Right? Rồi 2 câu sau mình cũng gom lại 1 câu thôi. Right? Felix like to climb. I mean, climb tree, but not order. Same thing, I misspell right there. Hai câu cuối mình gom lại 1 câu thôi. I misspell it, climb and order. Phải không các anh chị? Right? Chi thành ra có tất cả là các anh chị có tất cả là 6 câu mà các anh chị gom lại thành 2 câu thôi. Đó là mình kể chuyện lại. Tại vì khi mà mình kể chuyện
cho ai nghe mình nên kể vắn tắt thôi, đừng có kể chi tiết. Ok, đừng có kể chi tiết, người ta nghe mệt mỏi. Có nhiều khi người ta bất đắc dĩ người ta đứng lại nghe mình kể chuyện thì mình nên kể chi tiết. Ok. Gom cả bài thành câu. Cái này gọi là the main idea, ok? Phải khó như vậy. Ok, ngày mai mình sẽ làm hai cái công việc đó. Ngày mai mình sẽ làm hai công việc đó. Rồi, ráng nha, ngày mai mình sẽ các anh chị vào trong room này. Thứ nhất là nghe và lặp lại. Thứ hai là kể lại cái câu chuyện này, chuyện gì xảy ra giữa con chó và con mèo. Đấy. Được không nào? Hả? Thì vừa đưa đấy. Say yes đi. Các anh chị học là phải làm bài, please. Các anh chị muốn nói tiếng Mỹ mà các anh chị không chịu học thì làm sao Tiểu My giúp các anh chị được? Tiểu My giúp như vậy là rất là cặn kẽ lắm rồi đó. Dẫn các anh chị đi từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Nấu ăn cho các anh chị rồi nghiền ra, rồi đốt. Các anh chị chỉ cần nuốt thôi mà cũng không chịu nuốt nữa. Phải không nè? Phải không? Say yes đi. Móm luôn hả? Thôi móm mất vệ sinh. Ok. Chỉ nghiền ra rồi đút vô miệng là được rồi. Say yes. Say yes đi please. Ok. Về em học. Hùng Ivy. Không có, chưa có cái bài này hả? Không bao giờ Tiểu My lục ở đâu ra cái bài rồi bắt các anh chị làm những cái chuyện kỳ cục khó khăn như vậy nha. Ok. Tiểu My đã dẫn các anh chị đi từng bước, từng bước, từng bước, từng bước rồi. Đấy, mình tập đọc rồi nè. Mình viết được rồi nè. Mình nghe rồi nè. Mình hiểu rồi nè. Ok. Ôi, Tiểu My không có post bài ở trong cái forum, trong cái ESL forum. Ok. Bài của Tiểu My là I want to have my own. Okay, Roy, and that's it for today, and I'll see you tomorrow then. Nhớ nha, các anh chị ráng làm bài, okay? Ráng làm bài. Tiểu My nói cái này cho anh chị nghe nè. Nghe Tiểu My đi. Một bài reading đó, mình phải đọc ít nhất là 20 lần. Thì bảo đảm các anh chị sẽ làm được mọi việc ngoại trừ cái phần cuối cùng là kể lại thì nó hơi khó thiệt. Đòi hỏi các anh chị phải viết xuống, phải soạn một cái bài cho mình. Cái phần mà summary đó có nghĩa là mình kể lại cái câu chuyện một cách vắn tắt ngắn gọn đó thì rất là dễ. Trước nhất các anh chị kể theo tiếng Việt trước. Các anh chị viết xuống bằng tiếng Việt, thâu gọn nó lại bằng tiếng Việt. Rồi từ đó các anh chị dịch ra tiếng Anh. Ok, dịch ra tiếng Anh. Rồi lên, các anh chị có quyền cầm giấy, cầm cái bài các anh chị viết xuống, các anh chị lên, các anh chị kể, các anh chị có quyền. Còn nếu mà thuộc lòng luôn cái bài mà mình soạn đó, lên nói, nhắm mắt nói cũng được, càng tốt hơn. Thế đồng ý không nhờ? Hả? Chịu không nhờ? Làm như vậy nha, Tiểu My. Rồi. Chỉ cho các anh chị từng bước, từng bước. Quỳ xuống chắp tay năn nỉ. Làm ơn. Please follow my rule. Đại khái như vậy. Do what I'm tell you. Okay, do what. Okay, rồi. That's it for today and I'll see you tomorrow. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị một ngày mà đêm bình an vui vẻ. Em gặp lại các anh chị ngày mai nha. Okay. Ủa sao trong lúc học thì thấy ít người mà đến chừng học xong là nhiều người vô quá vậy? Hả? Thấy cái chỗ nào vui vui thì thì vô. Còn thấy chỗ nào khó khó, buồn buồn á thì chạy, chán thì thôi á. Bye các anh chị, gửi mai lại cho thầy gấu.